mọi người, ngày hôm nay khách mời của OK Lên Xe đó chính là ca sĩ Owen. Em biết được bao nhiêu thứ tiếng? Tiếng mà em cứ tin nhất là tiếng Anh thôi. Anh có cần gia sư không? Vậy hả? Sau cái này mình làm cái điêu nhạc cái... OK đi anh. Gia sư luôn nha, tiếng Hàn. Gia sư tiếng Hàn luôn. Chà. Great. Chọn Trương Thế Vinh em biết ta. Nani? Nani? Nani là tiếng Nhật nha. Và chúng ta sẽ có một thử thách nhỏ nhỏ khởi động trước ha. Đó là anh sẽ DJ ngôn ngữ. Ví dụ như em đang hát mà anh nói chuyển ngôn ngữ gì thì em sẽ giúp anh hát bằng ngôn ngữ đó được. OK không? Bây giờ sẽ là bài hát Dòng Thời Gian trong phim Mùa Ngọt Gai. Okay. Nên giữa trời hay là tôi đã